Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mèo Bóng Đá, nơi cập nhật những tin tức mới nhất của Manchester United và các đội bóng khác. Trước khi đến với những nội dung chính thì mời các bạn đam mê trái bóng cùng nhau tham gia giao lưu tại nhóm mình để cụ thể dưới mô tả nhé. Còn bây giờ là nội dung chính. MU nhận tin cực vui từ Christian Eriksen. Mourinho phơi bày nội tình MU, Erik ten Hag chỉ là nạn nhân. Real Madrid trong cơn bão chấn thương. MU nhận tin cực vui từ Christian Eriksen. Buổi tập mới nhất của MU có sự góp mặt của Christian Eriksen, cầu thủ người Đan Mạch có thể trở lại thi đấu vào cuối tuần này. Christian Eriksen đã dính chấn thương trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của MU trước Luton Town tại Old Trafford vào đầu tháng. Eriksen buộc phải rời sân cuối hiệp 1 vì chấn thương đầu gối, anh được cho là có thể trở lại vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, vấn đề mà cầu thủ sinh năm 1992 gặp phải nghiêm trọng hơn dự kiến, anh chỉ trở lại vào giai đoạn cuối năm cũ, đầu năm mới. Buổi tập mới nhất của MU ở Carrington có sự góp mặt của Christian Eriksen, ngôi sao 31 tuổi cũng được nhìn thấy khá tích cực trên sân tập. Anh chịu khó tranh chấp và giao tiếp với các đồng đội. Nhiều khả năng tiền vệ này có thể xuất hiện trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách West Ham cuối tuần này. Đây là tin vui giúp huấn luyện viên Ten Hag có thêm lựa chọn khu vực trung tuyến. Ở trận đấu gặp Liverpool tại Anfield, Amrabat, Kobbie Mainoo và Scott McTominay được lựa chọn đá chính trong những trận đấu gần đây khi mà cả Casemiro, Eriksen và Mason Mount đều dưỡng thương. Ba cái tên kể trên đã thay nhau được huấn luyện viên Ten Hag sử dụng. Eriksen dù không còn trẻ nhưng vẫn chứng tỏ được đẳng cấp ở khả năng phân phối và chuyền bóng. Sự trở lại của anh rất quan trọng với MU, nhất là trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Ngoài Eriksen thì Harry Maguire, Mason Mount cùng Malaysia sắp tái xuất, nhưng Lisandro Martinez và Casemiro vẫn cần thêm vài tuần nữa mới có thể quay trở lại. Mourinho phơi bày nội tình MU, Erik ten Hag chỉ là nạn nhân. Mourinho phơi bày nội tình MU cho thấy lý do vì sao họ sẽ không thành công bất cứ ai ngồi ghế nóng, nên huấn luyện viên ten Hag cũng chỉ là nạn nhân tiếp theo. MU vẫn lao đao dưới thời hậu Sir Alex kể từ khi nhà cầm quân vĩ đại này tuyên bố giải nghệ tháng 5 năm 2013. Mourinho là một trong những vị thuyền trưởng phải cay đắng rời khỏi Old Trafford ở một thập kỷ đáng quên của Quỷ Đỏ, bên cạnh David Moyes, Luis Van Gaal, Solskjaer và Ralf Rangnick. Dù vậy, tính đến nay, ông vẫn là huấn luyện viên gặt hái thành công nhất trong 10 năm qua của MU với danh hiệu Europa League và League Cup ở giai đoạn 2016-2018. Vào thời điểm bị sa thải tháng 12 năm 2018, Mourinho được nhìn nhận là có tính cách không hợp với MU và sâu xa hơn là chính nhóm cầu thủ không ưa ông đã ông ra khỏi chiếc ghế huấn luyện viên. Bên cạnh đó, người đặc biệt cũng có bất đồng lãnh đạo câu lạc bộ nên cuộc chia tay đến như không thể khác. Gần đây trong sự chật vật của MU, Mourinho hay được nhắc đến kèm những cảnh báo ông từng đưa ra lúc còn tại vị về thái độ của những Anthony Martial, Rashford quả không sai chút nào. Bộ đội này chơi vật vờ, sa sút ở chiến dịch đang diễn ra, trong đó Rashford được loan tin là đang cầm đầu nhóm cầu thủ quyết cho Erik ten Hag bay ghế. Mới đây trên podcast của học trò cũ Jonobi Mikel, Mourinho tiết lộ thêm về nội tình của MU, cho thấy vì sao họ vẫn mãi không thành công dù liên tục thay tướng. Vẫn còn những người đó ở MU, ý tôi là một số cầu thủ nhưng cũng có cả những người không phải là cầu thủ. Tôi đã nói với MU sau 2 tháng có mặt, với những con người này, câu lạc bộ sẽ không bao giờ thành công, và họ hiện vẫn ở đó. Mourinho hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ AS Roma cho biết thêm, lúc còn ở MU, tôi đã thay một số cầu thủ trong hiệp 1, thế rồi người đại diện của cậu ta cáo buộc tôi bắt nạt cầu thủ này. Nghĩ lại, tôi chỉ biết cười về khoảng thời gian đó. Ở MU lúc này, Erik ten Hag bị bủa vây mọi khó khăn trong lẫn ngoài, với một số cầu thủ cho thấy không ưa ông vì cho rằng phương pháp tập luyện có vấn đề cũng như được nghỉ ngơi quá ít. Erik ten Hag tuyên bố không sợ bị sa thải và ông sẽ tiếp tục kế hoạch của mình một cách kiên định thay vì nhượng bộ đòi hỏi mà ông cho là không hợp lý của học trò. Nhưng nỗ lực của huấn luyện viên ten Hag liệu có thành công hay sẽ là nạn nhân tiếp theo trên chiếc ghế nóng tại Old Trafford? Real Madrid trong cơn bão chấn thương. Gần một nửa chặng đường của La Liga 2023-2024 sắp trôi qua, dù Real Madrid vẫn chưa đánh chiếm được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách vẫn là rất mong manh khi chặng đường còn khá dài. Dù vậy, những khó khăn đang dần xuất hiện, đặc biệt là cơn bão chấn thương rất có thể sẽ kéo lùi bước tiến của câu lạc bộ này. Sau 17 vòng đấu thì thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang có được 42 điểm với 13 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 38 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Girona với 2 điểm kém hơn, có khoảng cách 7 điểm so với đội xếp thứ 3 là Barcelona. Đây có thể nói là kết quả không tệ đối với Real Madrid nếu chỉ thuần túy xét về cơ hội lên ngôi vị vô địch La Liga mùa giải này. Rõ ràng là kiền kiền trắng vẫn còn nguyên cơ hội, thậm chí là cơ hội không nhỏ trong cuộc đua tới ngôi vị vô địch bởi họ chỉ kém đội đầu bảng là Girona vỏn vẹn có 2 điểm, tức là chưa tới 1 trận thắng. Đồng thời họ còn đang là câu lạc bộ có hàng thủ tốt nhất La Liga mùa này, kéo giãn khoảng cách với đội xếp sau là Barcelona lên tới 7 điểm. Trong một cuộc đua đường dài, đồng thời so sánh đẳng cấp giữa Real Madrid và Girona, thậm chí đại đa số chỉ xem Girona là một hiện tượng nhất thời. Real Madrid mới chính là đội mang chân mệnh thiên tử ở mùa giải này, vì họ lấy ngôi đầu bảng xếp hạng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, bởi nếu chỉ suy xét theo lẽ thường thì Hellas Verona sao có thể lên ngôi vô địch Serie A mùa giải 1984-1985, Wolfsburg sao có thể lên ngôi vô địch Bundesliga mùa giải 2008-2009, hoặc Leicester City sao có thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016.
Girona hoàn toàn có thể tạo nên biến số của La Liga mùa giải này, thậm chí tạo nên một câu chuyện cổ tích nữa trong thế giới bóng đá, đặc biệt khi những ông lớn như là Atletico Madrid, Barcelona hay Real Madrid đều đang có phần suy yếu. Không nói với Atletico Madrid và Barcelona khi hai cái tên này đều đang không có được phong độ ổn định trong mùa giải mới 2023-2024, thì bản thân câu lạc bộ đang có phong độ ổn định như Real Madrid cũng đã và đang xuất hiện những vấn đề từ bên trong khiến chất lượng đội hình có nguy cơ suy giảm khá rõ. Mà vấn đề rõ ràng nhất ai cũng thấy chính là cơn bão chấn thương đang càn quét câu lạc bộ này. Danh sách những cầu thủ chủ chốt đang không thể thi đấu do chấn thương của Real Madrid đang khá dài, khiến cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti không thể không đau đầu khi sắp xếp đội hình ra sân. Cho tới thời điểm hiện tại thì danh sách chấn thương của Real Madrid gồm thủ thành Thibaut Courtois, hậu vệ Daniel Carvajal và Eder Militao, tiền vệ Arda Güler, Eduardo Camavinga và tiền đạo Vinicius Junior, mà danh sách chấn thương mới nhất đã được bổ sung thêm hậu vệ David Alaba. Ngoài ra, Carlo Ancelotti cũng đang phải cho ra sân những cái tên cũng chỉ mới khỏi chấn thương như Ferland Mendy, Luka Modric, Jude Bellingham, Kepa. Bất chấp khả năng tái phát chấn thương, bởi đơn giản là cũng chẳng ai có thể thay thế gọi là ổn hơn nữa. Như vậy, danh sách chấn thương cũng vừa khỏi chấn thương của Real Madrid gộp lại cũng đã đủ một đội hình chính để có thể ra sân thi đấu. Trước mắt, khi giải đấu sắp bước vào giai đoạn nửa sau nước rút quan trọng, thì trong tay Carlo Ancelotti lại có không ít vị trí quan trọng gặp chấn thương nguy cơ phải nghỉ giải hạn. Dù vẫn còn đó những sự thay thế tương xứng, nhưng với lực lượng có chiều sâu đội hình mỏng như vậy, rõ ràng là sẽ rất phiêu lưu trong những giai đoạn quan trọng, khi mà những cái tên không thể thay thế lại không thể thi đấu, thì khả năng vụt mất những mục tiêu quan trọng của Real Madrid mùa giải này sẽ không nhỏ. Trước mắt thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn có một kỳ chuyển nhượng mùa đông để bổ sung lực lượng vượt qua sự ảnh hưởng của cơn bão chấn thương. Nếu có thể đưa Kylian Mbappe về ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, chấn thương của Vinicius Junior sẽ không có gì là to tát nữa. Ngoài ra, việc đưa thêm về hậu vệ chất lượng cao để bổ sung cho hàng thủ đã không còn nhân sự thay thế của câu lạc bộ này cũng là cấp bách không kém. Nếu chịu chi và xoay sở tốt, thực lực của câu lạc bộ này thậm chí còn có thể tăng vọt, từ đó có được những mục tiêu quan trọng trong mùa giải mới 2023-2024.